Mới đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky và tinh thần Ukraine đã được tạp chí danh tiếng Time vinh danh là nhân vật của năm 2022. Trong tuyên bố vinh danh nhân vật của năm 2022, Tổng biên tập tạp chí Times Edward Fesenthal cho rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky đã truyền cảm hứng tới người Ukraine và nhận được sự tán dương vì lòng dũng cảm khi chống lại quân đội Nga. Tổng biên tập Fesenthal nhấn mạnh, dù xung đột ở Ukraine tràn ngập niềm tin hay nỗi sợ, ông Zelensky đã khích lệ thế giới theo cách mà chúng ta chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ qua. Phóng viên Simon Trotter của Time viết rằng, ông Zelensky, một nhà lãnh đạo không có kinh nghiệm quân sự trước đây, đã chọn ở lại đất nước khi chiến tranh nổ ra, hiệu triệu đồng bào bằng những video từ thủ đô và đi khắp các vùng trên đất nước. Từ video đầu tiên dài 40 giây trên Instagram của ông ấy vào ngày 25 tháng 2, từ các bài phát biểu trực tuyến trước các tổ chức như Ngân hàng Thế giới và lễ trao giải thưởng Grammy, Tổng thống Ukraine đã ở khắp mọi nơi. Tạp chí Time cũng nhắc tới tinh thần Ukraine được thể hiện thông qua những cá nhân trong và ngoài nước, từ những người lính và y bác sĩ trên chiến trường, tới những nhà báo mạo hiểm tính mạng để đưa tin về xung đột. Ông Zelensky tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Kiev năm 2000 và được bầu làm lãnh đạo Ukraine vào năm 2019. Cựu diễn viên hài từng đóng vai Tổng thống Ukraine trong một chương trình truyền hình này nhận được nhiều lời khen từ người dân Ukraine và từ các nhà lãnh đạo thế giới khi chèo lái Kiev vượt qua một trong những cuộc xung đột với Nga vốn đã kéo dài hơn 9 tháng qua.